Kính chào quý vị, Diệu Huyền rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chương trình Nhà Nông Làm Giàu Cùng An Nông. Thưa quý vị, khác với những chương trình tọa đàm khác thì Nhà Nông Làm Giàu Cùng An Nông sẽ mang đến cho quý vị một chương trình với format mới, đó chính là sự kết hợp giữa khoa giáo và giải trí. Nên là Diệu Huyền hy vọng rằng chương trình ngoài việc mang đến cho quý vị những kiến thức, những kinh nghiệm bổ ích trong việc chăm sóc vườn cây nhà mình, thì quý vị cũng có thêm những giây phút thật là thư giãn, thật là thoải mái bên chương trình. Do mang format mới nên là đối tượng tham gia chương trình cũng sẽ được mở rộng. Ngoài bà con nông dân thì tất cả chúng ta đều có thể theo dõi chương trình quý vị nhé. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay chính là kỹ thuật chăm sóc hồ tiêu giai đoạn sau hoa đậu trái. Diệu Huyền hy vọng rằng sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức thật là bổ ích và những giây phút thật là thư giãn, thật là thoải mái sau một ngày làm việc vất vả. Và như thường lệ, xin được giới thiệu đến quý vị hai vị diễn giả hết sức là xinh đẹp, đầy đủ những kinh nghiệm và vui tính nữa tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu tiến sĩ Hồ Chiến, nguyên giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam. Xin được giới thiệu một nữ doanh nhân nghệ sĩ hết sức là xinh đẹp, nghệ sĩ Bích Thủy, tổng giám đốc tập đoàn An Nông. Cảm ơn hai vị diễn giả đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay và cũng xin được cảm ơn tập đoàn An Nông đã đồng hành cùng với chương trình Nhà Nông Làm Giàu Cùng An Nông. Alien chính gốc, thuốc đối diệt phòng luôn, tiêu chết nhanh chết chậm, ngày khỏi lo nửa nè. Thuốc là Alien trừ nấm bệnh cho cây. Thuốc công năng lưu dần, gây tác động rộng nhanh, tác dụng mạnh hai chiều. Nấm bệnh rời xa cây trồng, phòng trừ bệnh cây tiêu. Alien ăn nông đó nhè. Thưa quý vị, cố nghệ sĩ ưu tú Bác Sơn rất là nổi tiếng, là một nhạc sĩ có rất là nhiều những ca khúc mang âm hưởng dân ca, đã và đang đi vào lòng người, và hiện nay thì những ca khúc của ông liên tục được phát sóng trên kênh BBTV của chúng tôi thông qua chương trình Tình Ca Bác Sơn. Thưa quý vị, đã ra đi 16 năm rồi nhưng mà mãi đến thời gian gần đây thì những người con, người cháu của ông mới có dịp có thể lập nên nhóm kịch Tình Ca Bắc Sơn. Và thưa quý vị, ngoài việc thì sáng lập lên và viết nên những cái tiểu phẩm và những cái tác phẩm âm nhạc thì người con thứ 9 của ông chính là doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy cũng đã đồng hành với chương trình và cho ra đời rất là nhiều những cái tiểu phẩm để phục vụ công tác khuyến nông. Ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn kịch do nhóm Tình Ca Bắc Sơn thể hiện trong chương trình quý vị nhé. Con dạy thì cái phải mang chứ biết thì sao giờ. Thôi thì đành phải chấp nhận thôi à. Má, ăn cơm đi cho nóng á. Má lại khóc nữa rồi. Má cứ vậy hoài à, đổ bệnh đó má. Ăn cơm đi má. Con nghĩ sao mà má không buồn chứ. Mình còn có mấy công đất cuối cùng à. Mà bây giờ má phải quyết định bán đi trả nợ cho xong. Rồi không biết ở đâu nữa, làm cái gì không buồn sao được con. Nên má buồn má khóc một chút thôi à con. Má à, má đừng có lo cho tụi con nữa. Tụi con lớn rồi. Tụi con chuyện làm ăn thắng thua tụi con tự lo được nha má. Má đừng lo cho tụi con nữa nha. Thôi con má cắt cái đỏ đi nha. Rồi má ăn cơm nha. Ủa mà chồng con đâu rồi, không kêu nó ra ăn cơm luôn. Má có một việc ít việc để má bàn với nó. Từ ngày ổng về đến giờ ổng y như con gà rù vậy đó. Ổng cứ ru rú trong phòng không à. Thôi để con kêu ổng ra ăn cơm với má nha. Ông Tư Bệnh ơi, ông Tư Bệnh ra ăn cơm với má, má đợi kìa. Má với bà ở nhà ăn cơm nha. Rầu quá, tiền đáo hạn ngân hàng 3 ngày nữa tới rồi. Con phải đi lo tiền, má ở nhà ăn cơm nha má. Ai vậy? À, trời đất ơi. Trời ơi, thằng Tư gì mà lạ quá chừng như con, tóc tai đâu mà ra dài dữ vậy? Có đâu má, có gì đâu mà ngạc nhiên trời ơi. Thì bây giờ á, tôi phải quá trang tí xíu chứ. Đi ra ngoài đường, đáo hạn sắp tới rồi, mấy đứa mà nó cho mình vay của ngân hàng, nó thấy như vậy, xấu hổ chết. Tiền đâu mà lo. Con không nghe má lần nữa ra nông nổi vậy nè. Trồng tiêu đâu có phải dễ. Thấy người ta trúng tiêu, bỏ trồng lúa đi trồng tiêu. Tiêu chết giờ không thấy chưa. Đổ lại. Con biết sai rồi mà má. Lưu, 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 lưu.
Nó khóc quá. Con nói má, thật sự là con biết sai rồi. Thật ra đây cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho con. Chưa có kinh nghiệm về trồng cây tiêu. Đúng ra trồng cây tiêu á, là phải trồng theo quy hoạch nè. Phải chú trọng tới cái việc cải tạo đất. Còn không biết xử lý mầm bệnh gì hết trơn á. Trồng trên những vùng đất không phù hợp mà đã dạy trồng một cách tạm bợ nữa. Tìm cái giống tiêu á thì không có rõ nguồn gốc, không đúng theo quy trình kỹ thuật. Đó, cho nên nó khiến tình hình sâu hại càng càng nặng hơn. Nhất là cái bệnh chết nhanh chết chậm trên cây tiêu. Hay, bây giờ mới mang nợ thua lỗ vậy nè má. Mà ông biết là sao mà ông thua lỗ rồi mang nợ không? Tại vì ông thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật trong canh tác cây hồ tiêu đó. Nhắc hoài mà ông không nhớ. Tối ngày ông trồng rồi chăm sóc chủ yếu là theo cái thói quen là canh tác cây cà phê. Mà hồ tiêu lại là cái cây trồng mà nó có cái bộ rễ nó khá nhạy cảm. Cho nên dẫn đến vào mùa mưa nè, cái tuyến trùng và nấm bệnh nó phát triển mạnh. Dẫn đến là làm gây hại cho bộ rễ. Rồi làm cho nguyên một loạt cây hồ tiêu nó chết hết trơn rồi đó kìa. Tức ổng lắm á. Con dặn ổng hoài à, mà ổng không nhớ. Con kêu làm ơn mở tivi đài truyền hình Bình Phước đó, ông xem cái chương trình mà nhà nông làm giàu cùng An Nông. Trời ơi cái chương trình nó hay lắm á. Cái chương trình đó có ông tiến sĩ Hồ Chiến nè, rồi có tổng giám đốc Bích Thủy nữa đó, hướng dẫn cho tụi mình á là cái biện pháp mà phòng trừ cái dịch hại và nấm bệnh nữa cho cây hồ tiêu đó. Mà nó hoài mà không chịu nghe, không chịu coi. Hở tới cái tôi biết rồi nó biết rồi, giờ tiêu điều hết trơn rồi đó. Khổ thôi ghê vậy đó. Bây giờ mình phải lo trả nợ, không có nói chuyện đó qua làm gì. Vợ mình có nhà không à? Vợ mình ơi. Ôi, Chính tới. Con đánh mặt xíu nha má. Có gì lát Chính về con ra. Vì để gặp Chính ngại quá. Chính nè. Dạ, Chính vô. Trời ơi, Chính dùng cơm với tụi con luôn nha. Vô nhà chơi. Dạ. Sẵn tiện cơm trưa với gia đình. Thịt kho tàu ngon dữ ha. Dạ. Rồi cho Chính chén coi. Dạ rồi, sẵn tiện. Bữa nay nè, em qua nè. Đủ mới. Có chuyện này quan trọng. Cái hồ sơ á, mà vợ mình á, đề nghị xin gia vốn á, thì cô Chính với Hội Phụ Nữ Tác Động thì ngân hàng người ta đã đồng ý rồi. Duyệt vốn vay để tái sản xuất. Rồi còn cái phần mà con xin gia hạn cũ đó, dạ, cũng duyệt luôn. Lùi cho con tới 6 tháng lần đó nha. Mà cái này còn hay hơn nữa nè. Bên An Nông á, phòng kinh doanh người ta đồng ý tài trợ cho mình phân nè, thuốc nè để mà sản xuất. Rồi cái nông sản đạt được đó là phòng xuất nhập khẩu người ta mua luôn để xuất khẩu hồ tiêu luôn đó. Bởi vậy hai ba chuyện thành công mừng quá trời chạy u qua đây liền á. Cảm ơn cô Chính nha. Trời dạ. Nhờ trời Phật thương mà mọi việc được giải quyết tốt đẹp hết rồi. Nói chung á, lần này á mình trồng á cái hồ tiêu á mình phải quan tâm đến bệnh chích nhanh là do cái nấm là Phytophthora nè ha. Rồi bệnh chích chậm do cái Fusarium nè ha. Hai cái đó ghê lắm. Làm cái hồ tiêu mình chết dữ lắm nha. Mà bây giờ là ở bên tập đoàn nông á có cái Alien An Nông đó. Gốc Fositin với lại cái Furama. Đây Chính có màn đi hết trơn nè. Cái gốc đó là gốc Bluezinam cộng với lại Metalaxin. Đây Alien đó. Cái này á là xử lý được mấy cái bệnh trên cây tiêu, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là mình phải đi thăm cái vườn tiêu của mình thường xuyên, phát bệnh ra nấm sớm thì mình xử lý được liền à. Ủa trời, nãy giờ núp trong đó mà nghe nói cái vụ mà dây vốn bây giờ được gửi mở mừng quá trời Chính. Con phải cảm ơn vợ con. Chính nó là làm đơn xin hỗ trợ dây vốn nè, trợ vốn và xin gia hạn ngân hàng. Cô Chính nè và Hội Phụ Nữ á vận động mọi việc đã xong. Con nghe rồi chứ gì. Có vợ giỏi sau này á không biết thương. Vợ đi họp Hội Phụ Nữ đừng có mà la nó hoài. Con bước gia trưởng đi cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội với chứ. Con hiểu rồi má. Mà sao nhà mình không ai ăn hết trơn vậy? Mà nhắc qua quan mình mà Chính ăn. Cảm ơn nghe. Mà Chính ơi, cái việc mà trồng tiêu á, ngoài cái việc ta phải tỉa cây, đúng không, làm bóng mát, làm cho thông thoáng những cái lúc mà mùa mưa, rồi đào mương đủ để mình định giờ dẫn nước cho nó thoát nước, rồi còn lại á, thì không thể để cho cái vườn nó ngập úng được. Sẵn đây á, chắc con nhờ Chính tư vấn con thêm một ít cái phân
để bón cho cây tiêu. Nói chung á, phân bón cho cây tiêu là NPK cân đối là đúng rồi, theo quy trình là đúng rồi. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một cái điều nữa là nó cần phân hữu cơ. Thì tập đoàn An Nông có một loại phân hữu cơ tên là Genki, hai cái tên là HKC, hai cái đó đều là một công thức nhập khẩu từ Nhật Bản do tập đoàn Nông á là đem về, thì nó có tới 52% hữu cơ, mà hữu cơ nguyên chất cộng với lại là 8% NPK. Rồi nhưng mà đặc biệt là nó có cái canxi với lại cái silic á, hai cái đó là quan trọng cho cây tiêu dữ lắm đó. Theo tài liệu thì con thấy là Genki với lại HKC đó nó cải tạo đất rất tốt nha chính. Nó giúp cho đất tơi xốp nè, rồi vi sinh vật có lợi trong đất nó phát triển. Đúng rồi đó. Cho nên nó sẽ hạn chế bị tuyến trùng trong đất gây hại rễ cho cây tiêu. Cái tài liệu này con có xem. Cây tiêu thường sẽ trồng giống như là thích hợp nơi cái đất mà đất tơi xốp, để mình trồng cái độ sâu khoảng độ 50-60cm nó không bị ngập úng nước. Vậy là cái phân bón hữu cơ HKC và cái phân Genki này rất là thích hợp luôn. Chứ sao? Đúng là thất bại là mẹ thành công mà. Bây giờ làm lại là con phải thành công. Dạ. Vậy nè, bữa nay chính hoàn công hai chuyện. Thứ nhất là thông báo gia đình là cái việc mà mình đề xuất thì đã thành công. Dạ. Thứ hai nữa là hội phụ nữ sắp sửa làm cái tổng kết. Có chương trình văn nghệ. Có văn nghệ hả chính? Biết không, gia đình này là gia đình văn nghệ nè, nên bởi vậy chính mới soạn sẵn cái bài nè. Bây giờ chính qua đây nè, chính mới nhờ gia đình mình hợp tác với chính để làm một cái tiết mục văn nghệ. À, bài nè, bài năm má năm coi đi. Bây giờ chính đang định phân câu. Phân câu là chính nè, xong tới má năm nè, rồi tới thằng Bình nè, tới vợ thằng Bình nè. Cái bài này á, hát á, cái điệu lý con khỉ mà nó ca ngợi luôn mấy cái sản phẩm này nè cho bà con mình á, nghe bài hát mà nhớ cái tên hàng Alien. Để tao đứng dậy, tao đứng dậy cho nó có hơi rồi tao hát nữa. Alien kinh gông thuốc đối diệt phòng luôn, tiêu chết nhanh chết chậm, nay khỏi lo nữa nè, thuốc là Alien trừ nấm bệnh cho cây. Thuốc công năng lưu dần, gây tác động rộng nhanh, tác dụng mạnh hai chiều. Nắm bệnh rời xa cây trồng, phòng trừ bệnh cây tiêu, Alien ăn nồng đó nhè. Thưa quý vị, mấy năm trở lại đây thì giá hồ tiêu đã xuống thấp, khiến cuộc sống của người nông dân liên tục gặp khó khăn. Mấy năm nay thì bên cạnh việc khó khăn về giá cả thì do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan thì bà con cũng gặp phải rất là nhiều những cái vấn đề. Đó chính là mặc dù cây vẫn sinh trưởng và phát triển tốt nhưng mà lại không mang trái. Nhiều hộ nông dân đã mất ăn mất ngủ. Ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn phóng sự sau. Mấy năm trở lại đây giá tiêu xuống thấp, đời sống của người dân trồng tiêu gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh việc khó khăn về giá cả, thì do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhiều vườn tiêu của bà con nông dân ở huyện Bù Đốp lại không có trái, mặc dù cây vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Các hộ dân đã mất ăn mất ngủ vì không có nguồn thu. Gắn bó với cây tiêu hơn 20 năm, nhưng chưa năm nào gia đình ông Nguyễn Văn Hảo, ấp 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp lại gặp tình trạng tiêu không có trái như năm 2020 vừa qua. Mấy năm về trước, với 2.000 nọc tiêu, mỗi năm gia đình ông cũng thu được 4 tấn. Vậy mà năm qua chỉ thu được khoảng 6 đến 7 tạ là may lắm rồi. Chả biết là thời tiết hay là ấy, đâm là bà con nông dân đâm là khó khăn. Thứ nhất nữa là giá cả nữa. Cho nên là tôi giờ cứ ấy là không chăm sóc, cứ để vậy. Nổi tiếng có vườn tiêu đẹp nhất ở xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, gia đình ông Vũ Văn Khỏe ở thôn 4 có 2.000 nọc tiêu. Năm 2020 vừa qua, khoảng 1/3 diện tích vườn tiêu nhà ông cho rất ít trái, nhiều chủ chỉ lác đác vài chùm. Theo ông Khỏe, có lẽ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa nắng thất thường đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Thêm vào đó, vì không thuê được nhân công thu hái, nên thời gian thu hoạch kéo dài, làm cho cây bị suy kiệt, không kịp phục hồi để cây phân hóa mầm hoa. Còn gia đình ông Phạm Văn Đao, thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp cũng trồng được 1.500 nọc tiêu. Mấy năm về trước, năm nào gia đình ông cũng thu được từ 3 đến 5 tấn hạt tiêu.
Ấy vậy mà vụ mùa tiêu vừa qua, 90% diện tích tiêu nhà ông lại không cho trái. Mỗi nọc chỉ thu được khoảng 2 lạng tiêu. Ông Đào cho biết, vườn tiêu này mới cho trái được 7 năm. Vẫn biết tiêu không có trái, giá cả lại xuống thấp, thu không đủ chi. Nhưng gia đình ông vẫn phải bỏ công ra chăm sóc để giữ lấy vườn tiêu chờ thời tăng giá. Bỏ vốn đầu tư cho cây tiêu, thế thì chưa được thu, lại mất giá. Rồi ngược lại lại bị bệnh chết nhanh chết chậm nữa thì tóm lại bây giờ là đa số là trắng tay. Nói thiệt đầu tư cây tiêu nặng lắm. Bây giờ mình cứ tính bây giờ là có rẻ là 100 nọc cũng phải hết là 18-20 triệu. Huyện Bù Đốp hiện có trên 4.300 hectare hồ tiêu, sản lượng bình quân đạt trên 6.000 tấn. Nguyên nhân được cho là do giá cả xuống thấp nên nông dân đầu tư kém. Thêm vào đó là tình hình thời tiết diễn biến thất thường. Một số giống tiêu cứ một năm được mùa thì năm sau lại không có trái. Do vậy diện tích hồ tiêu không có trái tăng lên. Thông qua đoạn phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng thấy là bà con nông dân cũng đang rất là băn khoăn và lo lắng về tình trạng tiêu không ra trái. Vậy thì các bước thực hiện và biện pháp kỹ thuật nào để cho cây hồ tiêu ra trái, ra hoa và đậu trái? Ngay bây giờ xin được mời tiến sĩ Hồ Chiến sẽ cùng trả lời giải đáp ạ. Cảm ơn chị Huyền. Dạ, kính thưa bà con nông dân, quý vị xem đài thân mến, thì chúng ta thấy cái khu vực miền Đông Nam Bộ cũng như là khu vực Tây Nguyên là rất là phù hợp cho cái việc trồng tiêu. Và cái tiêu hiện nay là nông dân trồng khá là ổn định về cái năng suất. Thì chúng ta biết rằng các cái loại giống tiêu như là Vĩnh Linh, Ấn Độ, Lá Xẻ và phần lớn thì bà con nông dân chúng ta là trồng cái tiêu Vĩnh Linh. Và trong cái năm 2017 thì bà con biết là cái tiêu mình cái diện tích rất lớn, nó lên tới 150.000 hectare. Tuy nhiên tới năm 2018 thì ngay cả anh Malaysia anh cũng không có nhập cái tiêu của Việt Nam mình nữa. Và tiêu ở Việt Nam mình do cái biến đổi thời tiết thì gặp một số cái vấn đề, thí dụ như là bị chết chậm rồi chết nhanh. Và do vậy là nhiều nông dân đã chuyển đổi qua cơ cấu cây trồng khác thì nó còn lại khoảng 140.000 hectare thôi. Thành ra đối với cây tiêu thì chúng ta muốn cho nó ra hoa, cho nó tốt, có cái trái cho nó tốt thì chúng ta phải nắm cái đặc tính của nó. Thì bà con biết rằng cái cây tiêu thì mỗi cái mắt của nó, tức là chúng ta gọi là cái mắt ngủ. Và như vậy chúng ta muốn đánh thức cái mắt này thì chúng ta phải làm sao cho không có ribagalin. Và thường thường thì bà con nông dân chúng ta dùng cái ức chế không cho nó tăng trưởng nữa mà chuyển qua cái sinh sản. Tức là khi mà chúng ta đưa một số cái biện pháp vào thì chúng ta thấy là như là thí dụ như xiết nước rồi bón phân làm sao cho nó hợp lý. Rồi cái nữa là cho một cái số hóa chất để cho kích thích cái mầm ngủ này nó trở thành cái mầm hoa. Và bà con biết khi mà muốn có cái hoa thì phải trước đầu tiên là phải có cái mầm hoa. Rồi sau đó chúng ta mới là có cái hoa và cái trái. Do vậy mà chúng ta thấy là cái vấn đề xử lý cho nó ra hoa là một cái vấn đề cũng rất là phức tạp. Thì trước tiên tôi khuyên bà con là sau khi chúng ta thu hoạch tiêu thì cái vườn tiêu chúng ta thấy nó tùm lum hết trơn à. Chúng ta phải thu gom lại những cái tàn dư trong cái vườn tiêu chúng ta tiêu hủy đi. Tại vì trong đó nó rất có khả năng là còn nhiều cái mầm bệnh trong đó. Cái nữa là chúng ta tỉa các cái cành lương, cành thấp. Chúng ta bỏ, tại vì những cái cành thấp này nó dễ dàng nó bị nhiễm những cái mầm bệnh từ đất nó dâng lên. Cái nữa là chúng ta phải là phun vệ sinh vườn. Phun vệ sinh vườn một cái để cho diệt những cái mầm bệnh nó còn nằm ở trên cái thân tiêu, trên cái lá tiêu. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Nghệ sĩ Bích Thủy có muốn bổ sung thêm gì không ạ? Qua cái bài nói chuyện của anh Chiến vừa rồi đó thì Bích Thủy thấy rằng là có hai cái loại bệnh mà trên cây tiêu thường hay mắc phải mà bà con rất là lo lắng. Đó là bệnh chết nhanh và chết chậm. Thì bà con yên tâm đi nha, tập đoàn An Nông có hai sản phẩm để xử lý được hai bệnh nói trên. Đó đầu tiên là Alien, nó là gốc fucitin. Thuốc này nó có phổ tác động rộng, đặc biệt là lưu dẫn hai chiều rất là mạnh. Chỉ cần sử dụng 200g cho một cái phi 200 lít nước thì chúng ta phun phủ đều trên cái vườn tiêu của mình. Sản phẩm thứ hai là Furama với hai gốc là Fucinan và Metalaxin M. Đây là một cái loại thuốc trừ nấm cũng là phổ tác động rộng và nó chống rửa trôi nữa. Liều dùng cũng 200g cho một phi nước ước điều trên vườn tiêu. Chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ xịt xen kẽ hai loại thuốc này định kỳ từ 7 đến 10 ngày một lần thì bảo đảm bà con có thể rửa sạch được nấm gây bệnh. Bà con yên tâm.
tâm nha. À, xin được cảm ơn doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy. À, vậy còn bước tiếp theo thì mình phải thực hiện như thế nào hả tiến sĩ Hồ Chí? Cái bước thứ hai tức là chúng ta phải xiết nước đó bà con. Khi chúng ta vệ sinh vườn rồi, chúng ta nên bón một cái ít lần. Thường thường là người ta bón là khoảng chừng một cái gốc vậy là khoảng từ 500 cho tới 700 gram lần, để kích thích cho cái mầm hoa nó đang ngủ nó trở thành là cái mầm hoa, chứ không phải là cái mầm là mầm tược nữa. Thì thành ra khi chúng ta xiết nước vậy, bà con biết là cái lá tiêu nó bị xào. Xào là sao? Cái nước ở dưới đất không còn nữa, và như vậy là cái nước dẫn từ dưới rễ lên trên lá nó không có, thì về sinh lý cây tiêu thì các cái khí khổng nó đóng lại để nó tránh thoát nước. Và khi nó đóng lại là sao? Mình gọi là xào lá, hoặc là cái lá nó bị héo. Thì cái khoảng này khoảng từ 10 cho tới 15 ngày thì chúng ta bắt đầu, chúng ta có thể là phun các loại thuốc khác. Tôi lấy thí dụ như làm sao bây giờ mình đưa cái thuốc vô, cái hóa học vô mà nó ức chế cái rip alkaline chồi ngọn, thì nó sẽ sinh ra cái acid abscisic. Rồi cái nữa là gì? Nó sẽ không còn cái rip alkaline chồi ngọn đó, thì nó sẽ sinh ra những cái nụ hoa. Cái nụ hoa rất nhiều, và cái nụ hoa này nó, nếu mà còn rip alkaline đó, thì đương nhiên là cái chồi nó phát ra là cái chồi bình thường, chứ không phải là cái nụ hoa. Như vậy là chúng ta phun vô, và khi mà nó thành lập cái nụ hoa rồi, chúng ta nên phun một cái hóa chất để chúng ta gọi là kéo cái mầm hoa ra. Như thế thì nó ra hoa đồng loạt hơn. Dạ. Chị Bích Thủy có muốn bổ sung thêm điều gì không chị ha? Về cái phân bón á, thì ngoài cái việc mà mình bón NPK mà cân đối ra, thì Bích Thủy nghĩ rằng là cái phân bón mà hữu cơ thì cũng rất là quan trọng trong cái việc mà sản xuất hồ tiêu. Ở đây thì Bích Thủy xin được giới thiệu cái sản phẩm Genki hoặc là HKC. Đây là hai sản phẩm mà có cùng một công thức của tập đoàn An Nông được nhập khẩu từ Nhật. Thì ở đây hồi nãy anh Chiến có nói về vấn đề là đóng cái lỗ khí khổng lại để mà cho giữ nước á, thì sản phẩm này ngoài NPK hữu hiệu ra thì có cái silic đó là đóng vai trò là ức chế được cái việc mà bay hơi nước, cộng với là canxi cho nó khỏe và chắc. Loại phân này thì được lên men với nhiệt độ từ 60 đến 80 độ. Dùng phân này thì mỗi gốc chỉ cần 1 đến 2 kg. Như vậy là tính ra khoảng chừng 250 kg đến 300 kg cho 1 hecta thôi. Và chúng ta nhớ rằng bón cách gốc là 20 cm. Phân này sẽ giảm được lượng phân bón. Nếu chúng ta sử dụng phân này thì chúng ta giảm được lượng phân bón mà đạm cho cả năm luôn á. Sản phẩm này giúp cho cái cây của mình là phát triển tốt, bởi vì là nó cải tạo được đất mà, và tăng độ phì nhiêu. Đồng thời là những vi sinh vật có lợi trong đất sẽ phát triển, nhất là cái việc mà phát triển vi sinh vật có lợi trong đất, đất nó xốp và thoáng như vậy thì tránh được bệnh tuyến trùng. Bích Thủy vừa mới nói về cái phân bón về hữu cơ cao cấp á, thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta sau khi chúng ta xiết nước rồi là chúng ta thấy là cây lá nó xào mà tôi vừa nói đó, thì chúng ta coi như tưới nước trở lại. Thì tưới nước trở lại thì bà con phải bón phân. Thì tôi khuyên là bà con một là bón khoảng một gốc tiêu từ 2 cho tới 5 kg phân chuồng. Nếu có nữa thì 5 tới 10 kg đó bà con, tại vì nhiều khi phân chuồng mình rất là hiếm. Cái thứ hai là 1 hectare thì bà con ráng bón giùm tôi là khoảng 500 kg vô. Rồi cái nữa là thêm phân hữu cơ cao cấp giống như Bích Thủy vừa nói. Còn cái phân NPK thì chúng ta giữ cái cân đối. Giữ cái cân đối tức là cỡ khoảng chừng 200-300 kg đạm, rồi 200 kg lân và 180 cái kali. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn cho tiêu khai thác kinh tế nha bà con. Còn cái giai đoạn nhỏ là tôi không có đề cập tới. Như vậy chúng ta phải bón cái này, và tùy theo cái giai đoạn của cái phát triển của từng giống tiêu, chúng ta có thể là bón 3 lần cho 1 năm. Bón 3 lần cho cái suốt cái trong cái quá trình mà nó hình thành cái trái. Thì đó là cái hồi nãy là cái phân gốc. Rồi bây giờ tới cái phân ở trên lá, tức là chúng ta phải hỗ trợ thêm cái lưu huỳnh, rồi cái magie, và cái nữa là cái canxi. Thì những cái này nó sẽ tạo thành, đặc biệt nhất là cái magie, nó sẽ tạo thành cái giá tiêu nhiều vé nhiều hột, mà giống như cây lúa mà phân quá đồng vậy bà con. Thành ra nếu mà chúng ta thiếu những cái thành phần này thì cái vé tiêu nó ngắn là một, ít vé là hai, cái thứ hai là trên vé nó sẽ ít hạt. Và thành ra chúng ta phải bổ sung lên một số cái vi lượng khác nữa, thí dụ như sắt, rồi đồng, kẽm, để cho nó chống chịu ngay cả silic nữa và cái bo. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ hết sức là chi tiết vừa rồi của hai vị khách mời. Xin
Gia đình ông Nguyễn Trung Kiên, thôn Bình Tân, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp có 2.500 lọc tiêu. Mỗi năm cũng thu được gần 8 tấn hồ tiêu. Cũng như mọi năm, theo cách làm truyền thống, thu hoạch xong ông cho cây nghỉ ngơi, mưa xuống rửa vườn diệt mầm bệnh. Khi đợt non bắt đầu nhú lên, ông tiến hành bón phân. Đến khi tiêu ra hoa trở lại thì xịt thuốc dưỡng. Ông Kiên cũng cho biết làm tiêu 15 năm, mặc dù đã đúc rút ra rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc phòng bệnh cho cây. Ấy vậy nhưng riêng bệnh chết nhanh chết chậm là ông vẫn chịu thua. Dù chăm sóc khá kỹ, nhưng mỗi năm vườn tiêu nhà ông cũng có khoảng 2% trụ tiêu bị chết chậm. Cái chết chậm thì nó có cứ nó hiện tượng là nó vàng lá rồi nó rùng lỏng thảo đốt nó chết từ từ. Thế nó thể nói là cái ảnh hưởng của nó thì hoàn toàn là to lớn rồi. Là vì một cái tiêu bây giờ cái công chăm sóc, cái công đầu tư của người dân vào là rất là lớn. Đó. Mà chỉ cần nó trong một mùa mà trong một vườn mà nó chỉ chết đi cả 5-10% thì cái thời gian thất thu rất là lớn. Cái sâu bệnh như mùa này thì thực tế mà nói là nếu cái cây mà cái khi mà cây ra hoa chuẩn bị trái này á thì côn trùng chích hút nhiều là cái con người ta là con bò cánh cứng hoặc là con sấu rây thánh giá đấy. Đấy. Nó rất là nguy hiểm. Nó chích là rùng hết. Nó cứ cắn vào cái đấy là bóng rùng và lá non cũng bị hiện tượng là nó nhắn lại, rất ảnh hưởng cho cái sự phát triển của cây. Còn những cái thứ rây xấu các thứ thì ở chung cái thứ đó thì cũng dễ xịt, dễ trừ hơn là cái loại là bệnh là khó nhất. Bệnh chết nhanh chết chậm trên cây tiêu cũng là nỗi lo của gia đình ông Phan Viết Bình, ấp 8 xã Lộc An, huyện Lộc Ninh. Nhà ông có 5 hecta tiêu nhưng chỉ còn khoảng 8.000 lọc. Tiêu cứ giảm dần do bị bệnh chết nhanh chết chậm. Thêm vào đó, theo chu kỳ sinh trưởng của cây tiêu, vào mùa mưa, cây bắt đầu đâm chồi nảy lọc và ra bông, chuẩn bị cho vụ mùa mới. Ở giai đoạn này, nhiều loại sâu bệnh hại, côn trùng chích hút tấn công vườn tiêu, làm rụng hết lá non. Thêm vào đó, dẹp sáp và tuyến trùng phá hại cũng đang là nỗi lo của bà con nông dân ở giai đoạn tiêu chuẩn bị ra trái như gia đình ông Bình. Thường thường đầu mùa nó thường đa số là tiêu hại là do rệp sáp, rệp sáp tuyến trùng là nhiều. Mấy năm trước thì mình đổ những cái thuốc tuyến trùng của hóa học á, mà theo như mấy năm nay thì người ta khuyến cáo mình phải xài qua bên sinh học. Muốn cho cây tiêu ra nhiều trái thì yếu tố đầu tiên chính là sự thuận lợi về thời tiết. Cây tiêu không ưa hạn, cũng không ưa mưa lớn kéo dài. Nó cần một thời gian khô nhất định, cho nên nếu gặp hạn hán lâu hoặc mưa lớn kéo dài sẽ khiến cho quá trình ra hoa bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, để chuỗi tiêu dài và đậu trái tốt, trụ tiêu cần có nhiều dinh dưỡng để phát triển rễ mạnh. Bộ rễ là phần quan trọng giúp cây tiêu thu dinh dưỡng được bón từ đất, giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh. Hơn nữa, việc chăm sóc phòng bệnh cho cây rất quan trọng và cần phải khoa học, hạn chế được nấm bệnh tấn công. Để hồ tiêu cho năng suất và chất lượng cao, nhà vườn cần lưu ý đến nhu cầu dinh dưỡng cho hồ tiêu, đặc biệt là ở giai đoạn ra hoa. Thưa quý vị, đối với người trồng tiêu thì vấn đề mà người trồng tiêu quan tâm chính là rệp sáp và tuyến trùng rễ. Vậy thì ngay bây giờ xin được hỏi doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy, tập đoàn An Nông có những cái sản phẩm gì để có thể phòng bệnh hay không? Và mình phải tiến hành như thế nào để có thể đạt được hiệu quả cao nhất thì xin được mời. Cảm ơn Diệu Hiền. Kính thưa bà con, như Bích Thủy vừa nói hồi nãy đó, là cái phân bón hữu cơ nó làm cho đất mình xốp lên và cái vi sinh vật trong đất phát triển tốt. Như vậy là cũng một trong những cái là hạn chế được tuyến trùng. Như chúng ta được biết, tuyến trùng kích thước rất là nhỏ. Muốn nhìn thấy tuyến trùng thì phải nhìn qua kính lúp. Và tuyến trùng thì nó sống trong đất hay trong mô của cây. Đặc biệt là con tuyến trùng cái thì nó lại có cái kim hút chích. Nó hút từ rễ này sang rễ khác, có nghĩa là nó lây bệnh luôn. Tuyến trùng này gây bú rễ, bị rụi bú rễ cho hồ tiêu đó. Tuyến trùng thì sống trong đất rất là lâu năm, nhưng mà cái cây hồ tiêu của mình bị nhiễm tuyến trùng không phải là chết liền đâu, nó sẽ chết trong vài năm tiếp theo, nên người ta nói là chết chậm đó. Dạ. Thì đối với cái bệnh này thì chúng ta có thể sử dụng cái loại là sản phẩm tên là Gongun 0.3 EC. Sản phẩm này là sản phẩm sinh học,
Nó trị được tiếng trùng rễ rất là tốt. Nó được chiết xuất từ cây từ cái cây xoan đào tên gọi là Azadirachtin. Chúng ta sử dụng từ 200ml pha cho một phi và phun đều, phun tưới đều dưới gốc 2 lần trong 7 ngày để diệt ấu trùng và trứng nở. Chúng ta phải xử lý luôn cả trứng để tránh tình trạng là có cái thế hệ thứ hai. Còn đối với rệp sáp á, thì rệp sáp trên cây tiêu á, thì nó chích thúc cái vé bông nè, rồi vé quả nè, rồi đọt non, rồi lá. Bộ phận này á, nó làm cho bộ phận này không phát triển được, khô héo và rụng. Rệp gây hại ở gốc rễ đó thì nó có từ ở dưới đất á, xâm nhập từ dưới đất lên. Khi mà tấn công rễ nặng á, thì cây sẽ rụng lá từ từ và hiện tượng vàng thối rễ cũng là một hiện tượng chết chậm. Bích Thủy đề nghị chúng ta nên sử dụng cái Bixen. Bixen là thành phần Biriprosilen và Tefenbiras. Đây là một loại chất có ức chế cái sự hô hấp và hạn chế sự đẻ trứng, ngăn chặn được cái sự phát triển của cái thế hệ thứ hai. Liều dùng cũng đơn giản là 200g cho một phi nước cộng DK909 2%. Phun ở dưới gốc á, sau 7 ngày thì thực hiện lại một lần nữa thì trứng nó sẽ không có nở ra. Cái dầu khoáng của mình á, nó là dạng paraffin á, cấu trúc carbon thẳng, nước chế hô hấp và thiếu canxi, thành ra là trứng và côn trùng không có nở được. Và đặc biệt là dưới cái cấu trúc này nó dễ bị gãy nên rất là an toàn cho môi trường ạ. Xin được cảm ơn chị Bích Thủy. Và với những cái sản phẩm này thì có lẽ là rệp sáp cũng như là tuyến trùng rễ, thì quý vị hãy an tâm vào những cái sản phẩm của tập đoàn An Nông quý vị nhé. Thưa quý vị, ngoài việc chúng ta phòng bệnh thì việc chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng trong giai đoạn cơ hồ tiêu sau hoa đậu trái cũng đang là vấn đề được bà con quan tâm. Thưa tiến sĩ Hồ Chiến, tiến sĩ có thể hướng dẫn bà con cách thức bón phân cho cây tiêu theo từng năm tuổi và các nhóm phân mà cây cần được hay không ạ? Dạ, kính thưa bà con, thì đối với cây tiêu chúng ta có lẽ là chúng ta chia làm hai giai đoạn, là giai đoạn kiến thiết. Hồi nãy tôi chưa có nói cái giai đoạn kiến thiết, và chỉ có nói cái giai đoạn khai thác kinh tế thôi, và cái nữa là cũng tùy theo đất đó nha bà con. Tùy theo cái loại đất mà chúng ta bón, thì cái này là gọi là lão nông tri điền. Chúng ta bón và chúng ta điều chỉnh. Nói thì thường thường cái năm thứ nhất là chúng ta bón là 100 đạm và 50 B và 60 kali. Thì cái này là cái năm thứ nhất. Còn cái năm thứ hai cũng tương tự như thế bà con. Riêng cái năm thứ ba thì chúng ta là bón là N là khoảng 200, rồi 100, rồi khoảng 120. Và cái năm thứ tư trở đi thì chúng ta bón 300, 200 và 180. Theo công thức đó, tôi xin nhắc lại, tức là chúng ta sẽ tăng hoặc là giảm theo cái điều kiện của đất đai. Rồi còn cái nữa là chúng ta nên sử dụng cái phân hữu cơ, rồi phân chuồng, ngay cả cái phân vô bà con cũng phải bón hàng năm. Tại vì cái tiêu á, thì bà con biết là nó sống trong cái vườn tiêu á, thì cái pH nó vẫn thấp, nó khoảng từ 5 tới 5,5 thôi. Chúng ta tăng cái pH lên để cho nó ăn được cái phần hóa học mà chúng ta bón xuống. Ngoài cái phân bón qua gốc rồi đó bà con, thì các cái nguyên tố mà bón qua lá để hỗ trợ cho các cái vi lượng cho cây tiêu đó, thì chúng tôi là thấy rằng là rất cần thiết. Chúng ta thấy là có cái chất, ví dụ như là cái magie này là cái chất là nó phân hóa cái vé tiêu và cái số hạt tiêu ở trên cái vé tiêu, do vậy rất cần thiết. Cái thứ hai là cái calcium và cái thứ ba là cái lupin, thì ba cái chất này nó rất là quan trọng để cho chúng ta có cái cây tiêu là chất lượng và cái năng suất cao. Ngoài ra thì một số cái nguyên tố vi lượng khác, ví dụ như kẽm, bo, đồng, sắt, cái mangan, thì đây là những cái chất mà nó giúp cây tiêu nó kháng sâu bệnh, giống như là những cái thời tiết khắc nghiệt. Để hồ tiêu có thể phân hóa mầm hoa tốt, vé tiêu sẽ có nhiều hạt về sau, đặc biệt là kích thích cho cây ra hoa, thì đạt được điều ấy rất là phụ thuộc vào việc chăm sóc cây hồ tiêu. Thưa doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy, chị có thể hướng dẫn thêm cho bà con về cái khâu này được hay không chị? Theo Bích Thủy nhận thấy thì các bước mà cho tiêu ra hoa đó, đậu trái thì rất là phức tạp và quan trọng. Nhưng mà ba khâu quan trọng nhất là cho cây tiêu phân hóa mầm hoa nè, rồi kích thích ra hoa nè, hình thành trái là cái điều đặc biệt nhất. Thì Bích Thủy xin giới thiệu là ba sản phẩm nhằm đáp ứng cái yêu cầu của bà con trong thời gian này. Đầu tiên là chúng ta sẽ phun là cái macrophos với hàm lượng lân là 44%, magie là 6% và kali là 7,4%. Sau khi chiết nước
từ 5 đến 7 ngày giúp cho phân hóa mầm hoa và dế hoa. Liều dùng là 0,5 lít pha với một phi nước 200 lít phun ướt đều trên tán. Rồi 7 ngày sau thì chúng ta sẽ là phun an nông rau ly với thành phần là NPK và GA3 để cho nó phân hóa cái mầm hoa đó, giúp hoa là ra hoa, giúp cây là ra hoa nhanh hơn. Khi mà hoa đã nhú ra thì chúng ta lại tiếp tục phun là an nông rau đậu trái với thành phần là beta NOA và alpha NAA, giúp cho nó đẩy mạnh được quá trình phân chia các tế bào, thúc đẩy việc hình thành và phát triển hoa trái một cách nhanh chóng, đậu nhiều trái. Chúng ta dùng là nửa lít cho một phi nước 200 lít và phun đều trên tán cây. Chúng ta lưu ý rằng khi hoa đang nở, tuyệt đối chúng ta không dùng phân bón lá nha. Nếu bà con chúng ta đó mà nghe không rõ thì tua lại để ghi nha. Dạ, chắc chắn là bà con nên tua lại để ghi nhớ những cái điều mà chị Bích Thủy vừa chia sẻ. Thưa tiến sĩ Hồ Chiến, trong cái giai đoạn mà cái hồ tiêu ra hoa đậu trái thì dịch hại nào bà con cần phải quan tâm và chú ý? Tiến sĩ có thể chia sẻ hay không ạ? Tôi thấy là cái vấn đề tiêu nó ra qua đậu trái đó bà con, thì cái vấn đề là cái bệnh thán thư rất quan trọng. Mà cái bệnh thán thư thì bà con biết rồi, nó phát triển trên rất nhiều loại cây trồng chứ không phải riêng cây tiêu không. Và khi mà chúng ta thấy là nó tấn công đó là không, nó hình thành các cái bào tử, rồi cái đính bào tử nó phát tán ở trong không khí. Và khi mà nó lên lá thì cái bệnh thán thư ở trên lá chúng ta thấy là lúc đầu nó chấm ngay cái đầu chót lá của cái lá tiêu, sau đó nó cháy theo cái rìa và có những cái chấm ở trong chính giữa của cái lá nữa, nó màu vàng rồi sau đó nó khô đi. Cái lá chúng ta thấy là cái đầu chóp lá nó khô, nó giống như cháy rìa lá trên cái cây lúa gì bà con, nó khô lá đi. Nó thành ra chúng ta thấy như vậy là cái lá tiêu nó vàng như thế và nó khô và nó sẽ rụng, thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề là ra hoa đậu trái. Rồi riêng nữa là trên cái hoa thì nó cũng tấn công luôn trên cái cuống hoa, làm cho cái cán cuống hoa nó sẽ khô đi, nó có màu nâu màu đen sậm rồi nó rụng. Và cái nữa là trên cái phát hoa tới là trên cái vé đó, thì chúng ta thấy là nó có cái vết đen dài trên đó, và ngay cả trên cái hột tiêu cũng vậy, cũng nó cũng phát triển luôn. Và khi chúng ta thấy là nó rụng rất nhiều hột tiêu, và chúng ta gọi là cái tiêu giống như răng cưa vậy đó. Thì chúng ta thấy là cái này là rất nguy hiểm, nó làm giảm năng suất. Do vậy mà chúng ta phải đi thường xuyên ra ruộng, hoặc là nếu bà con thấy mà không có đi thăm đồng thường xuyên á, ra cái ruộng tiêu thường xuyên thì bà con có thể là phun ngừa. Thì tôi thấy có rất là nhiều loại thuốc mà trị được cái bệnh thán thư này tốt. Tuy nhiên bà con nên đổi cái gốc thuốc, tại vì cái bệnh thán thư này trước đây thì tôi hướng dẫn cho bà con ở đồng bằng sông Cửu Long trị trên xoài rất tốt. Tuy nhiên lần sau nữa thì nó cái thuốc đó nó không hiệu quả, chúng ta phải đổi qua cái thuốc khác. Bây giờ tên cây sầu riêng rồi các cái loại khác vẫn bị bệnh thán thư. Dạ, xin cảm ơn bà con. Xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Chiến. Và theo như tiến sĩ Hồ Chiến chia sẻ thì giai đoạn cây hồ tiêu ra hoa đậu trái là một giai đoạn cây khá là mẫn cảm, nên là dù Huyền nghĩ rằng cần phải có những cái biện pháp và những cái sản phẩm đặc trị riêng, đúng không chị Bích Thủy? Công ty mình có cái sản phẩm nào không chị ha? Đối với cái bệnh cây tiêu á, thì nó là một cây nhạy cảm, nên là nó cái thuốc trị cho nó cũng rất là hạn chế. Từ đầu thì Bích Thủy cũng đã giới thiệu một cái sản phẩm, đó là Furama với cái gốc là Fujinan và Metalaxin M. Thì đây là một cái sản phẩm mà trị được rất nhiều bệnh trên cây tiêu, cũng là một số cái bệnh mà anh Chiến vừa nói. Nó được chống rửa trôi và sử dụng 200 gram cho một cái phi nước 200 lít, thì chúng ta nhớ phun ướt đẫm vườn tiêu nha. Dạ. Và khi cây tiêu đã mang trái rồi á, thì mình có những cái sản phẩm nào giúp trái tiêu nó có chất lượng, nghĩa là thơm cay và đúng được như mà điều mà người nông dân ước nguyện hay không chị? Nói chung á, ngay từ đầu á, Bích Thủy hướng dẫn chúng ta sử dụng Genki với lại HKC, đó là hai sản phẩm mà hữu cơ. Nó rất là hay bởi vì nó là một cái sản phẩm phân hữu cơ mà nó có cả cái vi lượng, nó sẽ giúp cho cây tiêu của mình là nó tăng được cái chất lượng đó. Nhưng tuy nhiên thì Bích Thủy cũng vẫn có một số cái sản phẩm khác rất là tốt. Thí dụ như là chúng ta có thể sử dụng cái an nông rau kali cao đó ha. Thì ngoài cái kali ra thì nó có những nguyên tố vi lượng cần thiết như là đồng, sắt, kẽm, bo, giúp cho cái sản phẩm của mình á, nó có cái chất lượng cao hơn. Và chúng ta thấy ra là kali khi mà hiện diện trong hạt sẽ hỗ trợ tốt cho hạt tiêu về mùi vị, đó là một cái mà chúng ta cần lưu ý nha. Còn hiện diện trong cái thân dây của cây tiêu á, thì nó giúp cho
chống chịu lại được với một số bệnh. Và đặc biệt là sử dụng chỉ có nửa lít thôi, nửa lít cho một cái phi 200 lít nước, phun đều trên tán lá. Một điều đặc biệt nữa, giá rẻ. Xin được cảm ơn doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy. Quý vị nhớ nha, những cái liều dùng mà chị Bích Thủy vừa chia sẻ với quý vị, và đặc biệt là giá rất là rẻ. Nên là quý vị có những cái thắc mắc nào thì hãy liên hệ trực tiếp với chị Bích Thủy quý vị nhé. Và thông qua chương trình thì tiến sĩ Hồ Chiến có điều gì muốn nhắn nhủ đến quý bà con nông dân hay không ạ? Kính thưa bà con, thì qua cái chương trình hôm nay thì tại vì thời lượng không có nhiều, tôi chỉ chú ý tới bà con, tức là những cái thuốc mà đăng ký trên tiêu đó thì bà con hãy sử dụng, còn không có đăng ký trên tiêu là bà con rất cẩn thận nha bà con. Tôi lấy cái thí dụ, có một cái trường hợp là tụi tôi đi giải quyết cho cái tiêu nó rụng giá đó, là cái thuốc Validamycin, tức là cái thuốc này nó trị cái nấm Rhizoctonia trên lúa, tức là nó trị khô vằn, nó là cái thuốc sinh học rất tốt trên lúa. Tuy nhiên khi bà con thấy cây tiêu bị khô vằn ở trên dây thì bà con cũng lấy cái này phun lên cây tiêu đó, thì nó rụng hết cái giá luôn. Và cái này là thưa ra là rất khó, tại vì công ty họ không hướng dẫn cái Validacin sử dụng trên tiêu. Và như vậy là bà con sử dụng sai thì bà con phải chịu. Nên tôi nhắc lại bà con nên cẩn thận cái sử dụng thuốc cho cây tiêu. Dạ, xin cảm ơn bà con. Quý vị hãy lưu ý những cái vấn đề cũng như là những lời nhắc nhở của tiến sĩ Hồ Chiến trong cái cách chăm sóc vườn tiêu nhà mình quý vị nha. Và mọi những cái thông tin, những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị thì ngoài việc gửi về cho chương trình thì quý vị cũng có thể liên hệ với chị Bích Thủy. Những cái sản phẩm của tập đoàn An Nông, quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với chị Bích Thủy thông qua địa chỉ nào chị ha? Chúng ta có thể là vào Facebook Bích Thủy, và hoặc là chúng ta có thể liên hệ với Bích Thủy qua số điện thoại 0934779900. Nhưng bà con nhớ là nhắn tin nha, bởi vì Bích Thủy cũng thường hay bận không tiếp máy được bà con nhiều à. Xin cảm ơn bà con rất là nhiều à. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn sự nhiệt tình của doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy. Cảm ơn tiến sĩ Hồ Chiến đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay mang đến cho quý vị thật là nhiều những kiến thức để có thể chăm sóc tốt vườn tiêu của mình, đặc biệt là có thêm những giây phút thật là thư giãn, thật là thoải mái với những vị khách mời hết sức là đặc biệt và xinh đẹp trong chương trình. Còn bây giờ thì Diệu Huyền cũng như ekip thực hiện chương trình mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Alien chín gông, thuốc đó diệt phòng luôn, tiêu chết nhanh chết chậm, nay khỏi lo nữa nè, thuốc là Alien trừ nấm bệnh cho cây. Thuốc công năng lưu dần gây tác động rộng nhanh, tác dụng mạnh hai chiều. Nấm bệnh rời xa cây trồng, phòng trừ bệnh cây tiêu, Alien An Nông đón nhiều.